Hello anh em Ở video này mình sẽ cập nhật lại cái dự án water cũng như là hướng dẫn một số anh em người mới biết cách để chúng ta nạp BNB vào cái dự án water để chúng ta làm cái tốc độ water nha anh em Ok thì cách đây khoảng là 14 giờ trước nó có một bài đăng tức là nó đã có thể là mua cái đồng water bằng cái việc là chúng ta nạp BNB vào và mua trên trực tiếp trên ứng dụng Terraram của water Và đồng thời chúng ta cũng có thể là mua những cái MFT để chúng ta tăng tốc độ đào bằng cái đồng water Lúc trước thì anh em phải mua bằng BNB Nhưng mà hiện tại nó đã cập nhật cho chúng ta mua cái đồng water luôn Tức là anh em chỉ cần 3.000 đồng water Là chúng ta có thể mua một cái MFT Và cái tốc độ khai thác nó sẽ là nhân 2 lên 100% Còn đối với anh em nào bỏ ra 18.000 cái đồng water Thì tốc độ tăng lên là nhân 6 lần là 500% Ok Thì đây là một cái cập nhật mới từ dự án water Và đồng thời anh em chúng ta nó có một bài đăng ở đây Tức là nó sẽ cập nhật cái vấn đề chúng ta có thể nạp BNB và chúng ta có thể là swap sang cái đồng water. À, để chúng ta có thể hoàn toàn không cần phải mua cái đồng water trên các nền tảng như bên Swap hoặc là một số nền tảng khác như anh em mà chúng ta có thể hoàn toàn mua trực tiếp ở trong cái ứng dụng đào coi water luôn ok nha đây thì nó cũng có một bài đăng à, cách đây khoảng là một ngày trước ha nó có nói rất là rõ về vấn đề này ok nha Đối với những anh em nào mà muốn swap từ cái đồng BNB sang Water thì trong video này hãy xem kỹ nha và cách nạp BNB vào Water Wallet như thế nào nha mình sẽ cập nhật cái đồng water uh, đối với cái trên ví vết 3 OKX của mình nha anh em và giá hiện tại của nó là anh em là nó đang giảm ha còn lại 0.009 nha anh em thì uh, cái hợp đồng water mới này thì nhiều anh em chưa biết cách áp đó thì anh em cứ áp vào nha trên kênh Twitter nó có uh, để anh em lấy cái contract của nó anh em áp vào uh, cái đồng water mới này ha thì mình cũng đã có video hướng dẫn áp cái đồng water này khá là đơn giản rồi đó thì giá hiện tại của cái đồng này nó đang giảm nha anh em Lúc trước thì khi mới đổi cái token mới anh em Đổi hợp đồng mới á Thì giá nó tầm khoảng là 0.1 ha 0.175 thì giá hiện tại của nó giảm đi một chút xíu ha thì mất đi khoảng là 0.05 gì đó anh em nói chung là nó đã mất đi một chút ha nói chung không sao à, hiện tại là 0.0095 thì lúc trước nó là 0.01 nó giảm đi tầm khoảng là một ít thôi không có vấn đề gì Ok thì bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng đầu coi Water để mình cập nhật cũng như là mình nạp BNB vào luôn cho những anh em người mới chưa biết nha. Cho anh em thì hiện tại anh em cũng thấy rồi ha, BNB của mình cũng đã sắp hết rồi. Anh em chỉ cần nạp vào đây một đô là anh em có thể là claim thoải mái nha. Thì hiện tại mình còn 0.0003 nha anh em, rất là ít ha. Thì mình chỉ claim được khoảng là hơn 30 lần nữa là nó sẽ hết cái số lượng này. À, và hiện tại trong cái mission nó đang cập nhật một cái gọi là nhiệm vụ mới. Anh em có thể vào đây à, làm nhiệm vụ này để chúng ta nhận được là 0.0011 cây đồng BNB để chúng ta làm được một lần nha anh em anh em nào là người chơi free thì cứ vào đây ha nhưng mà mình nghĩ anh em cứ nạp vào đây một hai đô để chúng ta làm thôi anh em tại vì mỗi lần làm như vậy mình có lãi rất là nhiều chứ không phải là không có lãi nha anh em tại vì cái đồng water thì hiện tại nó đã có giá rồi cho nên chúng ta làm không sợ lỗ nha anh em chúng ta làm xong chúng ta để dùng khoảng một tuần chúng ta rút một lần cũng được ha hiện tại mình đang có là 802 à, cây đồng water ok bây giờ mình sẽ nạp cái đồng BNB vào nha anh em rồi lát nữa mình sẽ hướng dẫn anh em swap từ BNB sang cái đồng water để chúng ta mua tốc độ đào Rồi để mà nạp thì anh em nhấn vào cái chữ deposit ở đây này Rồi sau khi deposit thì anh em sẽ thấy cái địa chỉ BEP20 ha anh em copy Tức là chúng ta sẽ nạp BNB từ cái quý web 3 sang OKX hoặc là cái quý Metamask đều được nha Hiện tại trong cái quý web 3 của mình đang có là khoảng là 2 đô cái đồng BNB ha Thì mình sẽ gửi vào một đô nha anh em hoặc là anh em có thể gửi hai đô luôn cũng được nhưng mà mình sẽ gửi một đô thôi anh em bấm vào đồng BNB, sau đó chúng ta bấm chữ gửi này. Rồi chúng ta dán cái địa chỉ mà chúng ta copy bên cái đồng uh, Water ha. À, cái ứng dụng đầu quay Water trên Terra ra. Anh em bấm xác nhận giúp cho mình nè. Rồi ở đây thì nó sẽ hiện lên số dư của mình. Thì anh em cứ gửi một đô thì anh em cứ nhập ở đây ha. Mình sẽ nhập là 0 0.012 đi. Thôi mình sẽ nhập 13 đi nè. 15 đi ha. Ok. Thì nó tầm khoảng là 0.89 đô nha anh em. Rồi mình sẽ gửi một nửa ha 0.0017 là tầm khoảng là một đô Ok anh em bấm tiếp theo nè Thì ở đây nó sẽ có cái phí mạng ha Phí mạng của nó rất ít thôi anh em Không có gì hết ha Rất là nhiều số 0, 4 số 0 Ok anh em bấm xác nhận Rồi anh em nhập cái mật khẩu của cái sàn ha Rồi hiện tại thì nó đang gửi nha anh em anh em đợi nó gửi nó báo thành công rồi đó. anh em trở ra cái ứng dụng đầu coi water trên terra rồi nó đã gửi thành công rồi sau khi mà mình, mình đã gửi thành công rồi anh em nhớ ha nhấn vào cái chữ chết nào ở bên dưới này để uh, mà mình chết nha anh em và cái min gửi của cái ứng dụng này rất là thấp thôi anh em chỉ cần gửi vào 0.001 là được ha anh em bấm chết nào này đó có nhiều anh em gửi nhưng mà không bấm chết nào thì nó sẽ không cộng cho anh em đâu rồi anh em trở ra nha xem thử ok thì nó cũng đã gửi vào rồi anh em thấy không đây cái số dư của mình cũng đã cộng lên 0.02 BNB thì chỉ còn một đô thôi là anh em có thể cờ lam thoải mái ha và mà để cờ lam được thì anh em nhấn vào cái chữ là mini ở đây này để anh em cờ lam ha, anh em nhấn vào thì nó sẽ hiện ra cái chữ cờ lam ở đây. thì mỗi lần cờ lam như vậy anh em sẽ mất phí là tầm khoảng 0 0001 BNB. À, theo ước tính thì mình mình tính ra thì tầm khoảng 0.01 USDT thôi anh em rất là thấp thôi. nhưng mà đổi lại anh em nhân ra lợi rất là nhiều. và đây mình tính cho anh em luôn ha. ví dụ anh em mua với số lượng này 0 0001 thì nó chỉ tầm khoảng là 0.005 thôi anh em, thấy không? 0.006 USDT thôi. Rất là thấp cho một lần claim. Nhưng mà khi chúng ta làm được cái đồng water thì mình sẽ tính ra luôn cho anh em. Của anh em bao nhiêu thì mình không biết nhưng mà riêng của mình đó hiện tại mình làm mỗi lần như vậy là được 5 đồng water thì anh em nhân 5 này nhân cho 0.01 ha, cái đồng của Thì như vậy mình lợi uh, 9 lần nha anh em, 9 lần ha. Bên kia thì 0.00 056 uh, ha thì hiện tại bây giờ mình bỏ đi một số không tức là anh em cờ lên một một lần như vậy anh em lợi được là uh, 9 lần rất là ngon thì nói chung kèo này uh, tùy theo cái trường hợp ví dụ anh em có thể nâng cấp lên cái bể chứa hoặc là tốc độ đào nữa thì cái việc anh em cờ lam lợi rất là nhiều rồi để mà nâng cấp bể chứa thì anh em vào một bút ở đây nè ở đây á thì muốn nâng cấp bể chứa ví dụ hiện tại mình đang level 5 Bây giờ mình sẽ nhắm vào muốn lên level 6 anh em sẽ có bể chứa của anh em là tầm khoảng là 6 water thì đúng 6 water nó sẽ đầy em cho nên cái bể chứa này nó rất là quan trọng hiện tại thì mình chỉ có 5 thôi đây một bút mình ha mình chỉ có 5 cái đồng water là nó đã đầy rồi Ok nha Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra 160 cái đồng water để mình nâng lên level 6 anh em bấm upgrade ha đó nó đã thành công rồi à, và từ level 6 mà anh em nâng cấp lên Uh, làm mỗi lần như vậy là 10 đồng water thì em bỏ ra 320 thì anh em bấm upgrade đó thì mình đã lên được uh, level uh, 7 rồi thì mình uh, rất là nhiều đồng water ok thì mình uh, bể trước mình đã tăng lên là tới 10 cái đồng water cho nên mình rất là yên tâm ha rồi anh em thấy rồi bể trước đã tăng lên rồi ở một bút này thì nó có một cái chỗ gọi là tốc độ khai thác nữa anh em đây ví dụ như ở cái một bút này nè anh em muốn bỏ ra cái đồng water để chúng ta tăng cái thời gian cũng như là cái tốc độ khai thác của chúng ta cao lên, ví dụ ở đây là hai thì mình sẽ khai thác được 2,5 cái đầu water trên một giờ, đó rất là ok ha. thì anh em cảm thấy mà nó có lợi cho anh em á, thì anh em có thể nâng cấp lên để chúng ta tăng được cái lượng water lên. còn nếu như anh em không tăng á thì anh em cứ để như vậy khai thác cũng được ha. nói chung tùy thôi, nói chung mức độ khai thác của anh em vừa phải là được nha. rồi đó là vấn đề chúng ta tăng cấp cái level cũng như là nâng cấp được cái bể chứa lên và cái thời gian ở đây là bốn giờ thì mình sẽ nhận được 10 đồng water đó rất là ngon ha một lần lam như vậy mình thấy 10 đồng water nó rất là nhanh rồi ở cái mục app này thì có nhiều anh em không có biết được ha à, sẽ được swap từ BNB sang cái đồng water để chúng ta mua cho anh em anh em nhấn vào này đây lúc trước anh em phải mua cái đồng water trên những cái nền tảng khác thì nó rất là chuyển vào nó rất là lâu và mất phí cho nên ở đây anh em có thể là mua trực tiếp bằng cái đồng BNB của anh em nhập nạp vào luôn bây giờ anh em nạp vào khoảng là 10 đô BNB anh em mua cái đồng water sau đó anh em ra anh em nâng cấp cái bể thanh khoản nè rồi nâng cấp cái chỗ thời gian lên à, bể chứa anh em đây là cái bể chứa mình nói lộn ha thì à, 1.000 đồng anh em đã được lên cái bể chứa là 30 cái đồng water rồi rất là ngon anh em nếu như mình có tiền mình cũng sẽ nâng lên tại vì nó nâng cái bể chứa càng cao thì chúng ta khai thác càng nhiều cái đồng water hơn ok nha rồi còn có cái mục mà khá là nhiều anh em đang thắc mắc và hỏi mình cái mục MFT có nên mua không thì ở đây anh em sẽ kéo xuống dưới ha. Anh em sẽ thấy được cái chỗ mà à, MFT nè, ở đây nè. Đó. Thì nếu như anh em có cái đồng water sẵn á, anh em có thể mua EMT anh em bấm buy MFT nè. Thì nó sẽ hiện ra anh em bỏ ra 3.000 cái đồng water, anh em sẽ mua một cái MFT nhân 2 100%. Ví dụ như anh em đang khai thác 30 đồng ở trong một lúc làm thì lúc đó nó sẽ nhân hai lần thành 60 đồng, rất là ngon ha. Qua anh em bỏ ra 18.000 cái đồng water thì anh em cũng sẽ nhân lên 6 lần cái mà 3.000 đồng này anh em thì anh em sẽ mất tầm khoảng là 30 đô nha 30 u á nếu anh em mua cái đồng water ha thì tầm khoảng 30 u à, cái này thì khoảng 180 u ở đó anh em cứ suy nghĩ nha có nên tham gia và đầu tư cái kèo này không đó là tùy thuộc vào anh em à, mình chỉ chơi chủ yếu là free và mình nạp vào tầm khoảng là 1 2 đô để mình cờ lam hàng ngày thôi ok thì ở đây anh em sẽ thấy ha Cửa à, cờ lam ở đây nè anh em nhấn vào này thì cứ đầy thì chúng ta cờ lam thôi anh em chứ cờ lam bây giờ thì nó nó, nó mất phí đó Ví dụ mình cờ cho anh em thử một cái xem nha. Đó anh em bấm cờ này, ok chưa? Sau khi cờ xong thì cái thời gian nó sẽ reset lại và chúng ta bắt đầu khai thác lại từ đầu. Đó lưu ý ha. Rồi, đó là vấn đề mà chúng ta cờ Rồi bây giờ mình sẽ trở ra một friend. Ở đây thì anh em có thể chia sẻ cho bạn bè của mình ở hoa hồng 2 cấp 20% và 5%. À, đối với anh em nào đăng ký cái kèo này, anh em bấm chữ invite friend, copy chia sẻ thôi, rất là đơn giản ha. Qua wow, mình đã cập nhật xong cái nền tảng đào coi water trên cái Terra RAM. Kèo này là kèo ăn chắc rồi nha anh em, à, khai thác và chúng ta có thể bán luôn trực tiếp trên cái OKX, sàn web quý ba hoặc là một số sàn giao dịch khác. Anh em cảm thấy video này nó hữu ích tới nhiều người hoặc là có à, hữu ích tới anh em thì anh em nhớ đăng ký nhớ like kênh nha à, và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Ok, bye bye.